Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một giáo dân cầu nguyện cho các cha sở như sau. Lạy Chúa, trước hết chúng con cảm tạ Chúa vì những người này đã chấp nhận thành cha sở, cha phó của chúng con. Nếu rủi mà các ngài lựa chọn một cuộc sống nhàn hạ, một bà vợ, một mái ấm, chúng con sẽ kẹt biết chừng nào, và cứ giả sử khắp nơi đều như thế cả. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho các ngài biết can đảm hy sinh. Nhờ các ngài, chúng con được dưỡng nuôi bằng bánh hằng sống, chúng con có thể xây dựng những gia đình bền vững, tìm lại được linh hồn chúng con đã mất và cuối cùng được chết bình an. Chúng con cảm tạ Chúa về những khiếm khuyết của ngài, vì những con người hoàn toàn không dễ gì chấp nhận những ai yếu đuối, và những người lúc nào cũng khỏe mạnh sẽ khinh dễ những người sức vóc chẳng có bao nhiêu. Chúa quả là thấy rõ hơn chúng con nhiều. Lạy Chúa, mỗi cha sở là một hiện tượng. Đối với trẻ em, các ngài là những nhà mô phạm. Với những cặp vợ chồng mới cưới, các ngài phải là những chuyên viên về cuộc sống gia đình. Với thanh niên thiếu nữ, các ngài phải là những người sành sỏi tâm lý. Trong tòa giải tội, các ngài phải là những nhà khoa học xuất sắc, đồng thời phải là những người thợ khéo tay. Đi họp với các ông, các ngài phải có khả năng bàn cãi các vấn đề giáo hội như là những bậc thầy. Đi họp với các bà, các ngài phải biết mở cuốn Tin Mừng như những nhà chú giải Kinh Thánh. Đi thăm những gia đình có kiến thức cao, các ngài phải biết nói đến những tác phẩm mới phát hành để khỏi bị xem là những kẻ thô lỗ. Với ông đảng viên có cảm tình, các ngài phải có khả năng đề cập đến những góc cạnh hiểm hóc nhất của cuộc tranh chấp tư bản. Với những người ngoài công giáo, các ngài phải là những nhà thần học, vừa có tinh thần cởi mở, vừa có lập trường vững chắc. Rồi với thanh lao công cũng như các đoàn thể khác, nhưng làm sao kể hết ra đây được. Con đã quên chưa nói là, ngoài đường, ngoài chợ, các ngài phải đáp lại mọi lời chào hỏi, phải luôn luôn tươi cười, cho dù có mệt muốn chết. Con cũng đã quên là mỗi ngày Chủ nhật, các ngài vừa phải là diễn giả, vừa là ca sĩ, thậm chí nhạc công. Còn trong tuần, có khi phải làm thợ điện, thợ mộc hay thợ sơn. Lạy Chúa, như thế các ngài quả là những chuyên viên của hết mọi lĩnh vực. Xin Chúa giúp chúng con biết độ lượng khi phê phán những con người phải thực hiện một chương trình vô nhân đạo, bao gồm những công việc chẳng ăn khớp với nhau. Xin Chúa dạy chúng con biết hiểu rằng, giả sử trong 14 ngành chuyên môn mà các ngài thực hiện được một nửa hay một phần tư thôi, thì chúng con đã mãn nguyện lắm rồi. Lạy Chúa, xin ngài dạy chúng con tha thứ khi các ngài thiếu kiên nhẫn hay sai lầm. Xin cũng giúp cho chúng con hiểu rằng, chúng con chỉ phải chịu đựng một ông cha sở thôi, nhưng chính cha sở thì phải gánh vác trên vai tất cả mọi giáo dân của mình. Con đi gieo niềm tin mới, con nay như thấy ngỡ ngàng vì Chúa đã đoái thương chọn con. Rồi một ngày thánh thần Chúa đã đến thánh hiến con cho ngài, sai con đi khắp mọi nơi rắc gieo tin vui cho muôn người.
con hiến dâng cho Ngài. Niềm tin, tâm tư cùng trái tim nồng cháy. Từ đây hăng say theo bước chân của Ngài, chung kiên làm chứng nhân nước trời, thắp lên hạnh phúc cho muôn say xưa với tháng ngày. Tình yêu cho con nguồn sức sống, con hân hoan bước trên đường hồng phúc bát ngát xanh đồi nương, để tìm lại những tình thương quá khứ héo úa trong muôn lòng, cho quên đi những sầu vương. Chúa ơi xin thương ai đoạt ngày đây. Chúa ơi con hiến dâng cho Ngài niềm tin, tâm tư cùng trái tim nồng cháy. Từ đây hăng say theo bước chân của Ngài, chung kiên làm chứng nhân nước trời, thắp lên hạnh phúc cho muôn người. Trung thành hoàn tất những bước chân đẹp xinh, nguyện một đời con tìm đến với hết cả những ai chân tình, để tình người vẫn còn xanh ngát hương như hoa xuân trên cây. Này đây Chúa ơi con hiến dâng cho Ngài tâm tư cùng trái tim nồng cháy. Từ đây hăng say theo bước chân của Ngài, chung kiên làm chứng nhân nước trời, thắp lên hạnh phúc cho muôn người. Thank you.
nhưng là quãng đời đã qua, 26 năm là một khoảng thời gian khá dài, với biết bao thăng trầm của hoàn cảnh lịch sử, với bao thay đổi của thời cuộc, hoàn cảnh thay đổi, suy nghĩ và cái nhìn của con người cũng thay đổi. Chỉ có người lớn một không chỉ có 26 năm, mà suốt cả cuộc đời lớn một lòng trung tín với lời cam kết của buổi đầu trao nhận thánh chức linh mục. Chú tâm tin điều đã đọc, dạy điều đã tin và thi hành điều đã giảng dạy. Để 26 năm đời linh mục mãi vẹn toàn với lý tưởng, với sứ vụ hẳn là do ơn Chúa ban dư tràn. Với
trong những cha thánh xứ, những cha thánh tế, những gì, những phụ, những chức cùng toàn thể con và hôm nay công đoàn giáo xứ chúng con thân hoan vui mừng tham dự thánh tế nhân kỷ niệm 26 năm linh mục và 10 năm quản giáo giáo xứ nhà sản. Kính thưa cha Giuse, thật khó mới ngày nào mà hôm nay cha đã quản sứ giáo xứ chúng con được 10 năm. 10 năm trôi qua, cha đã hy sinh vất vả biết bao nhiêu công sức, tinh thần mà cha đã dành cho giáo xứ chúng con. 10 năm đi qua, với những thăng trầm của cuộc sống, chắc chắn có những lúc làm cha buồn lòng trong công việc, cũng như qua thời đó mà chúng con cảm nhận được. Nhưng vì tình thương, cha đã bỏ qua và quên đi để phục vụ. Dưới sự hướng dẫn của cha, mọi người trong giáo xứ chúng con có một đời sống đạo đức, kính mến và thật rất yêu thương. Cha đã lo lắng sắp xếp cho các giới, các đoàn thể, hội đoàn và tất cả các công việc của giáo đoàn mà cha đang đảm nhận. Nhân kỷ niệm 26 năm linh mục và 10 năm quản sứ giáo xứ Kẻ Sạch, cộng đoàn giáo xứ chúng con cầu xin Chúa ban nhiều hồng ân xuống trên cha để cha được dồi dào sức khỏe, vươn lên chịu đựng giáo xứ chúng con mỗi ngày một phát kiến hơn, sống bác ái yêu thương và con áo tin mừng đến với mọi người. Chúng con xin kính chúc cha hồng an sát mạnh, luôn luôn là một vị chủ chân nhân lành hạnh phúc. Và giờ đây cộng đoàn giáo xứ chúng con cũng có lãng hoa tươi thắm dâng lên cha chánh xứ, cha giáo tin cai quý hữu thu để tỏ lòng kính trọng và biết ơn sâu xa. Xin quý cha vui nhận. Chúng con xin cảm ơn và trân trọng kính chào. Sự tham dự của quý tu sĩ, quý phụ, quý chức
ban ngành hội đoàn, quý khách thân hữu cùng toàn thể cộng đoàn. Tâm tình của con trong thánh lễ này trước hết là tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa vì bao đồng ân Chúa ban cho sứ vụ linh mục suốt 26 năm qua, đặc biệt qua 10 năm phục vụ tại giáo xứ này. Kèm theo là tâm tình với tâm tình tạ ơn chính là tạ tội. Tạ tội với Chúa vì bao tội lầm có xứng với ơn thánh Chúa đã ban. Đồng thời cũng là tâm tình tạ lỗi. Tạ lỗi với toàn thể cộng đoàn vì những thiếu sót trong nhiệm vụ, những lỗi lầm đối với quý cha, quý tu sĩ, với quý cô, ông bà, anh chị em khi giao tiếp, khi làm việc, vân vân. Kính xin cộng đoàn cùng chung tâm tình tạ ơn với con, cầu nguyện cho con để bất bất xứng đơn với linh Chúa và cộng đoàn. Cũng hôm nay trong thánh lễ này, con có người để xin đi lễ cầu cho bệnh nhân được khỏi bệnh và xin họ vẫn đạt kết quả. Trong tâm tình của năm anh giáo sư mời gọi, giờ đây xin kính mời cộng đoàn cầu sám hối để xứng đáng cử hành đi lễ tạ ơn giờ đây. Tôi công nhận cùng Thiên Chúa
ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Cha Chí Thánh, ngày hôm nay làm con nhớ lại rằng chính Cha đã chọn con, đã cho con được tham dự vào chức vụ tư tế độc nhất của Đức Kitô để phục vụ Hội Thánh. Xin ban cho con một niềm tin mạnh mẽ để con được cương nghị, được khiêm tốn trong nhiệm vụ cao sản tin mừng. Như thế, con sẽ phân phát các hồng nhiệm cứu độ như một người quản lý trung thành. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và yêu trí cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần để luôn luôn muôn đời. Bài sách tiên tri Giê-rê-mi-a nhắc nhở cho những ai được Chúa kêu gọi làm công việc của người, dù sứ vụ được trao phó có khó khăn vượt quá sức mình bao nhiêu đi nữa, thì cũng không phải sợ, miễn là biết tin tưởng và phó thác hoàn toàn cho Chúa như một công cụ ngoan ngoãn và trung thành. Mời đồng đoàn lắng nghe lời Chúa. Chính sách tiên tri Giê-rê-mi-a có lời Chúa phán cùng tôi rằng, trước khi tạo thành ngươi trong lòng này, ta đã biết ngươi, và trước khi ngươi ra khỏi lòng mẹ, ta đã thánh hiến ngươi, ta đã đặt ngươi làm tiên tri cho các dân tộc. Và tôi thưa lại, lạy Chúa là Thiên Chúa, con đâu có biết ăn nói vì con còn con nít. Nhưng Chúa phán cùng tôi rằng, ngươi đừng nói con là con nít, vì ngươi sẽ đi đến với những kẻ ta sai ngươi đi, ngươi sẽ nói mọi điều ta sẽ chỉ dạy ngươi nói. Ngươi đừng sợ họ, vì ta sẽ ở với ngươi để bảo vệ ngươi. Chúa phán như thế. Và Chúa giơ tay sờ đầu tôi và nói với tôi rằng, đây, ta đặt lời ta vào miệng ngươi.
khỏe và sự phục sinh. Chúng ta khám phá ra Thiên Chúa đã chọn, đã giải hòa chúng ta trong Đức Kitô. Ngài cũng trao cho chúng ta sứ mạng giải hòa. Mời cộng đoàn lắng nghe lời Chúa. Bài Thánh Thư thứ hai của Thánh Phaolô thông rồi với Kitô Thiên Tô. Anh em thân mến, lòng mến Kitô thôi thúc chúng tôi nghĩ rằng nếu một người đã chết cho mọi người, tức là mọi người đã chết và Đức Kitô đã chết cho mọi người, để những ai đang sống không còn sống cho mình nhưng là cho Đấng đã chết và sống lại cho mình. Bởi thế từ nay chúng tôi không còn bị ai theo nhục nhục nữa, cho dù có một thời chúng tôi đã biết Đức Kitô theo phương diện nhục nhục, thì bây giờ chúng tôi không biết người như vậy nữa. Ai ở trong Đức Kitô là một thọ sinh mới, những gì cũng đã biến đi, này mọi sự đã tổn đâu đổi mới, và mọi sự đều do Thiên Chúa là đấng giải hòa chúng ta với người nhờ Đức Kitô và đã trao chức vụ giải hòa Thiên Chúa ở trong Đức Kitô, đã giải hòa thế gian với người, không còn quy chấp tội lỗi cho họ nữa, và đã đặt lời giải hòa trên môi miệng chúng tôi. Chúng tôi là sứ giả thay mặt Đức Kitô, như là Thiên Chúa dùng chúng tôi khuyên bảo vậy. Nhân dân Đức Kitô, chúng tôi van nài anh em hãy làm hòa với Thiên Chúa. Đó là khi ấy dân chúng trên nhau lại gần Đức Giêsu để nghe lời. Lúc đó người đứng ở hồ Giê-sê-sa, người trông thấy hai chiếc thuyền đầu gần bờ, những người đánh cá đã khỏi thuyền và họ đang thả lưới. Người xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Simon, và người Simon đưa ra khỏi bờ một chút, rồi người ngồi trên thuyền giảng dạy dân chúng. Vừa giảng xong,
chúng ta. Các bài đọc này cho chúng ta hiểu được cái căn tính của người linh mục là gì, linh mục là. Và các bài đọc này cũng cho chúng ta hiểu được sứ vụ của người linh mục. Linh mục được Chúa kêu gọi để làm gì, và qua đó chúng ta hiểu được cha xứ của chúng ta đã được Chúa kêu gọi trở thành linh mục làm công việc của Chúa như thế nào. Trước hết trong bài đọc một chính sách tiên tri Giê-rê-mi-a thì Chúa nói ngay với ông Giê-rê-mi-a về tình thương của Chúa trước khi ngươi thành hình trong bụng mẹ, ta đã biết ngươi. Mọi người không chỉ biết một mình cha Giuse chúng ta, nhưng mà còn biết tất cả chúng ta, bởi vì tất cả chúng ta được Thiên Chúa tạo dựng từ hư vô. Khi chưa có gì cả thì Thiên Chúa đã tạo dựng nên chúng ta và cho chúng ta được trở thành người để giữa muôn loài muôn vật chúng ta làm chủ. Hơn nữa Chúa còn thánh hóa chúng ta nữa. Khi ngươi chưa ra khỏi lòng mẹ, ta đã thánh hiến ngươi. Bởi vậy tất cả chúng ta, trong đó có cha Giuse, trở thành những người con của Chúa, được thánh hiến trong cái định thứ tổ, để có thể coi Thiên Chúa là cha mình cùng với Chúa Giêsu Chúa chúng ta. Thế thì chính trong cái tình thương như vậy, Chúa muốn nhắc Giê-rê-mi-a và cũng là nhắc mỗi người chúng ta, và đặc biệt là nhắc cha Giuse của chúng ta, tất cả là hồng ân Chúa ban tặng. Riêng đối với cha Giuse của chúng ta thì Thiên Chúa còn cho gọi ngài để trở thành ngôn sứ của Chúa. Cũng chính tình thương đó mà như Thánh Phaolô đã nói trong bài đọc hai, là ngài cũng như cha Giuse của chúng ta được Thiên Chúa kêu gọi để trở thành sứ giả thay mặt Đức Kitô, ngài xin tất cả anh chị em tin hữu của mình, và cụ thể là trong giáo xứ kẻ sạch này, làm hòa với Thiên Chúa để có thể đón nhận sự sống và bình an của Chúa ban. Và đặc biệt hơn nữa, cũng chính tình thương đó đã cho kêu gọi Phêrô trở thành ngư phủ lưới người, trở thành người chinh phục con người, để trở thành người đi thu phục những người khác đem về cho Thiên Chúa. Như vậy linh mục chính là người được Chúa yêu thương, tuyển chọn và kêu gọi để trở thành tiên tri của Chúa, trở thành sứ giả của Chúa, trở thành ngư phủ lưới người. Giê-rê-mi-a khi được Chúa kêu gọi như vậy thì ông không sợ, khi đứng trước cái hồng ân quá lớn làm môn sứ cho Chúa giữa muôn người để Chúa đã kêu gọi mình làm môn sứ. Phaolô cũng vậy, ngài cảm thấy mình bất xứng nhỏ bé, và cả Phêrô cũng thế, trước hồng ân to lớn được Chúa kêu gọi, được Chúa yêu, được Chúa tuyển chọn như vậy thì tất cả cảm thấy mình nhỏ bé bất xứng và vô tội. Lạy Chúa, xin tránh xa con vì con là kẻ vô tội. Chính vì vậy mà chúng ta thấy tất cả những người được Chúa gọi thì để ý thức mình là người tội lỗi nhưng được Chúa
bước đi về bỏ. Bởi vậy hàng ngày trong lễ chúng ta cùng với cha xứ của chúng ta đồng hưởng và thương xin lòng thương xót của Chúa. Lạy Chúa xin thương xót con, lạy Kitô xin thương xót chúng con. Và đặc biệt là cho khi cha xứ của chúng ta cầm mình thành Chúa và giơ lên cao trước mặt chúng ta để nói là đây chính là Chúa, đây là Chúa tổ trợ chúng ta, và sau đó ngài cùng với tất cả chúng ta kêu lên rằng lạy Chúa, con chẳng ta chẳng ta Chúa tự vào lòng của con. Đó là tâm tình thiêng liêng mà cha xứ của chúng ta cùng với chúng ta diễn tại này đứng trước cổ tận yêu thương của Chúa. Thật bất sự, thật cổ tận. Thế nhưng như Giê-rê-mi-a được Chúa nói, đừng sợ, hãy tin tưởng vì ta ở với ngươi. Và như là Phê-rô cũng được Chúa kêu gọi đừng sợ, từ nay ngươi sẽ trở thành quân phủ lớn người. Chính vì vậy mà cha xứ của chúng ta khi được đức cha kêu gọi là linh mục, ngài đã chọn câu của thánh Phêrô nói với Chúa Giêsu: tin tưởng vào tình thương của Chúa, tin tưởng vào sự trợ giúp của Chúa, tin tưởng vào quyền năng của Chúa, thì ngài vẫn đợi đến Chúa để trở thành linh mục của Chúa, vẫn đợi thầy con sẽ cảm ơn. Thế nên người linh mục đã làm kết quả của Chúa mà làm việc của người linh mục không phải là do khả năng của mình mà Chúa kêu gọi, không phải là vì mình làm và giữ được chức vụ nào đó trong xã hội mà Chúa chọn bỏ mình, không phải là mình giàu sang phú quý mà Chúa chọn bỏ mình, cũng như không phải là vì mình đạo đức thánh thiện mà Chúa bỏ mình là quân phục của Chúa. Không, tất cả là vậy. Chúa cho, Chúa bỏ vì Chúa tìm được. Chính vì vậy đó là lý do tại sao mà cha Phu Xem chúng ta bởi bỏ tất cả cộng đoàn giáo sư chúng ta ngày hôm nay hãy dâng thế lên tạ ơn vì Chúa. Tạ ơn thì ngài đã yêu thương cho mọi chúng ta là con cái của Chúa. Tạ ơn thì ngài đã gọi cha Phu Xe trở thành linh mục của Chúa. Tạ ơn thì ngài đã chọn cha Phu Xe là linh mục của người. Mà đó là lý do tại sao chúng ta ngồi đây dâng thế lễ tạ ơn. Ông bà chị trở thành ngư phủ lưỡi người, chứ không phải lưỡi cá, lưỡi người khác với lưỡi cá. Chính vì khác như vậy mà Phêrô đã bỏ chạy lưỡi trở lại, đã bỏ cái nghề đánh cá của mình để đi theo Chúa Giêsu mà làm nghề lưỡi người. Và cũng chính vì muốn trở thành ngư phủ đánh lưỡi người mà cha Giuse chúng ta đây cũng sẵn sàng từ bỏ những ước mơ, những mong đẹp, những dự án tương lai như bao nhiêu những người khác trong xã hội để trở thành ngư phủ lưỡi người, thay vì trở thành bác sĩ, kỹ sư hay là giáo sư hay là một cái người chính đẳng đó trong xã hội. Ngài đã từ bỏ tất cả để trở thành ngư phủ lưỡi người của hội thánh và của các linh mục. Là linh mục lưới người, lưới người là lưới làm sao? Lưới người là lưới như thế nào? Cha Giuse của chúng ta đây làm gì để lưới người? Cái gì mà câu chuyện nói về thánh
con Maria hiện hiện là bộ mặt của các linh mục để nói, để giúp chúng ta hiểu được lương phụ cha nghĩa người, lương phụ khu phụ các linh mục là như thế nào. Trên con đường đi đến nhà thờ của giáo sư Hải Việt Nam, cái cách quản trình khoảng 200 mét, có một bức tượng. Bức tượng đó là cảnh do Maria nhìn một tay chỉ lên trời, và ở bên cạnh nhà, trước mặt nhà là một em bé một tử với tên gây của chúng ta. Câu chuyện như thế này, khi ngài được về trên sai cái sứ này thì lúc đó thì đường xá còn khô sơ lắm, bụi cái cây như thế đó, ngài không biết đường để đến nhà thờ nhận chức. Thì ngài gặp một em bé trong chiên, thì ngài dừng lại và hỏi em bé: con ơi, con chỉ cho cha đường đến giáo sứ đến nhà thờ đi. Và em bé chỉ cho cha đến nhà thờ, đó là cha đi đến đây và sẽ đến nhà thờ. Sau khi em bé chỉ nhà thờ cho ngài, thì ngài đến, thì ngài nói với em bé: hôm nay con chỉ cho cha đường về nhà thờ, còn cha sẽ chỉ cho con đường về nước trời. Vâng, đường tất cả như là chị em. Linh mục là người chỉ đường cho người ta, chỉ đường cho người ta đến với Chúa Giêsu, chỉ đường cho người ta về nước trời, chỉ đường cho người ta đến với sự sống đời đời, chỉ đường cho người ta để người ta được hưởng hạnh phúc vĩnh cửu. Và hàng ngày trong cuộc sống của chúng ta, sau khi đọc lời Chúa thì ngài dẫn dắt cách nghĩ để chỉ cho chúng ta con đường cứu độ, ngài chỉ cho chúng ta con đường đến với Chúa Giêsu, ngài chỉ cho chúng ta con đường của đức tin, ngài chỉ cho chúng ta con đường của đức mê, và ngài chỉ cho chúng ta con đường của hy vọng của đức cậy. Mà nhờ vậy mà chúng ta có thể biết Chúa đấng là đường, là sự thật và là sự sống. Và trong lời cha Giuse của chúng ta trong 26 năm vừa qua, và đặc biệt trong 10 năm qua, ngài không ngừng hằng ngày chỉ cho chúng ta con đường cứu độ của Chúa Giêsu. Ngài được kêu gọi làm linh mục để trở thành người chỉ đường cho những chị em của mình đến với Chúa. Ngài chỉ cho tất cả mọi người, từ em bé, ngài cùng các giáo viên viên chỉ cho em đó để em đó biết đến với Chúa Giêsu. Trong các lớp dạy giáo lý, sư tổ sư lễ hàng đầu, cha Giuse muốn chỉ cho các em để các em yêu mến Chúa Giêsu. Cha Giuse muốn chỉ cho các em để các em tin vào Chúa Giêsu. Cha Giuse muốn chỉ cho các em để các em sống là con cái của Chúa, nhờ vậy mà đạt được sự sống trường sinh. Rồi khi em bé nó lớn lên, Cha Giuse lại tiếp tục hướng dẫn chỉ dạy cho em đó trong các lớp dạy giáo lý hình sự, để các em biết được mà nghe đón nhận ơn của Chúa và soi sáng để đi theo Chúa Giêsu, sống đức tin đức cậy đức nhiệm. Khi một em bé lớn lên trưởng thành lập gia đình thì cha Giuse cũng sẵn sàng nhiệt tình chỉ dẫn cho các đồi dưỡng hô giáo lý làm sao để trở thành một người chồng, một người vợ, một người cha, một người mẹ đúng như thánh nghị của Chúa. Ngài chỉ dẫn cho tất cả các bạn trẻ biết đường mà đi theo Chúa Giêsu, vì chỉ có con đường Giêsu mới dẫn đến sự sống được.
cho nên không cần cha Giuse, và Chúa muốn cho mọi cha Giuse để cha Giuse chỉ đổi cho chúng ta đến với Chúa, và cha Giuse đã làm như vậy trong suốt những năm tháng vừa qua. Ông bà chị em đến trong cái cuộc hành trình của chúng ta đi trên đường, chúng ta thấy có những cột chỉ đường mà cái cột đất của nó đứng một chỗ trùng chỗ, cho nên chúng ta rất cần nhiều cái cột đó, chúng ta đi đường dài nếu không thì chúng ta làm được. Và nếu chúng ta gặp một người nào đó xin họ chỉ đường thì họ cũng đứng một chỗ để chỉ cho chúng ta lấy cái chỗ đó nhé, thì đến đây thì sẽ đúng đường. Cha Giuse không chỉ là người chỉ đường cho chúng ta, mà Ngài còn đi với chúng ta, cùng đồng hành với chúng ta và trở thành người dẫn đường chúng ta nữa. Trong mọi giai đoạn của cuộc sống của tất cả những anh chị em yêu trong giáo sư, ngay từ em bé mới sinh cũng có sự hiện diện của cha để ban bí rửa tội cho em đó, để dẫn đưa em đó vào trong hội thánh, đi trên con đường của Chúa Giêsu. Rồi khi em đã lớn lên thì cha Giuse lại tiếp tục đến để chỉ cho em đó biết đến cái bí tích thánh thể, đón nhận cái bí tích thánh thể, giữ vững được vào đó và học hỏi theo những lời của Chúa để tiếp đường đi theo Chúa. Khi có chuyện vui cũng có mặt của cha Giuse, Ngài làm đám cưới để xin Chúa chúc lành, và Ngài đồng hành với tất cả các gia đình trong giáo xứ để cùng với họ đi theo Chúa Giuse. Khi qua đi chật đường thì Ngài sẵn sàng hiện diện trong bí tích giải tội để dẫn họ trở về với Chúa, dẫn họ trở về nghèo chính đường ngay, dẫn họ trở về con đường cứu độ, đưa họ làm hòa với Thiên Chúa. Khi có một người đau yếu thì cha Giuse sẵn sàng đến để dùng lời Chúa ban của họ nâng đỡ, đem mình thánh thú linh của hắn đã cho họ để họ có sức mà tiếp tục cuộc hành trình đức tin về với Chúa. Và khi người đó qua đời thì cha Giuse cũng sẵn sàng đưa tiễn đưa người anh chị em của mình đến nơi an nghỉ cuối cùng. Trong mọi giai đoạn của cuộc đời, với tất cả mọi người, cha Giuse đều muốn là người đồng hành, muốn là người dẫn đường, muốn là người chỉ đường để tất cả cùng đi theo Chúa Giêsu. Ông bà chị thân mến, hôm nay chúng ta sẽ đến lễ của người cha Giuse để tạ ơn Chúa, và không chỉ tạ ơn cho cha Giuse thì ngày đó cuối cùng, nhưng chúng ta cũng nhớ đến cổ đời Chúa cũng đã kêu gọi chúng ta trở thành con của Chúa, trở thành những tin tùy Chúa để chúng ta tin cậy Chúa. Cho nên lễ này không chỉ là lễ dành riêng cho cha Giuse mà còn là lễ của tất cả mọi người chúng ta nữa. Cha Giuse tạ ơn Chúa vì đã cho mình được trở thành tín đồ, trở thành linh mục của Chúa. Chúng ta tạ ơn Chúa vì Chúa đã kêu gọi và cho chúng ta giữa muôn dân để chúng ta nhận biết Chúa và trở thành con cái của Chúa. Chúng ta tạ ơn Chúa và cầu nguyện đặc biệt cho cha Giuse của chúng ta. Xin Chúa ban cho Ngài sức khỏe để Ngài tiếp tục đồng hành với chúng ta, để Ngài tiếp tục ở với chúng ta, dẫn dắt chúng ta, giúp đỡ chúng ta trên con đường theo Chúa. Chúng ta xin Chúa ban cho Ngài được ơn khôn ngoan và sự can đảm để trong những bước thăng trầm của thời khắc trong lịch sử, dù có những lúc phải qua những thung lũng tối tăm nguy hiểm, thì xin Ngài ơn đầy đủ trong sứ mạng và chúng ta bình an
và đồng hành với anh chị em quý vị. Và cuối cùng chúng ta cũng xin Chúa tiếp tục dẫn dắt chúng ta ngày đi trước với cha dù xe để tất cả chúng ta cùng đi trên con đường Giê-xu, tức là đường và sự thật, đường đó dẫn đến sự sống, để cuối cùng tất cả chúng ta cùng gặp mặt hội ngộ trong nhà của cha trên trời, nơi đó Chúa Giê-xu đãi một quyết định có tất cả mọi người chúng ta, và trong quyết định đó tất cả chúng ta được vinh hoa vui sướng khi mình được Chúa thương và mang cho sự kiện nước trời. Cuối cùng chúng ta xin Chúa chạy cổ hộ cậu cho cha Giuse thì Ngài đã yêu thương đã và tin mời mọi của Chúa đến ở với chúng ta, cũng đã phải chịu hy sinh rất nhiều những đau khổ, những hy sinh mà chỉ biết chạy đến với Chúa để yêu cầu xin Chúa thương lần nữa, xin Chúa chạy cổ hộ cậu cho những hy sinh của Ngài để Ngài được hạnh phúc sau một cuộc đời đã hết lòng yêu mến Chúa, yêu mến mọi người, yêu mến các tín đồ, cũng như hết lòng phục vụ anh chị em chúng ta. Xin kính mời toàn ta đứng lên để chung trong lời nguyện. Anh chị em thân mến, nhớ lại ngày này cách đây 26 năm, xin Chúa đã trao ban cho tôi hồng ân thánh chức linh mục. Xin anh chị em nghiệp lời đã ân Chúa với tôi và xin lời nguyện xin.
Thank you.
xin Ngài ban ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và yên trì muôn đời. Bình an của Chúa mà hồng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Thank you.
là lúc cha Hiếu Tử đi du học. Hiện nay cha về trụ sở dọn tên nên con mới có cuộc dân lễ và chia sẻ tin mừng trong những lễ kỷ niệm, và sau 26 năm mới có dịp dân lễ kỷ niệm cùng với nhau. Trong những năm phục vụ tại đại sứ ở đây, con được sự công tác rất tích cực của quý cha phó, quý cha thân hữu, quý gì nhờ thế công việc được trôi chảy thuận lợi. Vì những nhân dịp này cũng là dịp kỷ niệm 10 năm làm cha xứ tại đây, con xin được tỏ lòng biết ơn của con đối với quý cha và quý gì. Tôi không quên được sự nâng đỡ công tác của quý cụ, quý ban hành giáo, quý giới, đoàn thể của quý thân hữu ân nhân trước nay cùng toàn thể hội đoàn. Nhờ đó tôi đã trải qua sư phụ mục tử tại đây được 10 năm rồi. Đặc biệt có những quý vị âm thầm cầu nguyện, chịu được những hy sinh đau khổ để dâng cách riêng cầu nguyện cho tôi. Nhân đây tôi xin được trân trọng quý ơn. Thánh lễ hôm nay được tổ chức trang trọng, ca đoàn phục vụ bằng lời ca liên an sốt sắng. Riêng hôm nay tôi nhận thấy ca đoàn mặc bộ phục vụ rất là đẹp, rất là trang trọng, nó ý bày tỏ một tình cảm quý báu dành cho tôi. Rồi có sự cộng đoàn tham dự đông đảo, các em thiếu nhi cũng tham dự sốt sắng. Xin chân thành cảm ơn ban hành giáo, các giới, các toàn thể, các ban phục vụ, tất cả mọi người đã góp phần cách này cách khác. Xin Chúa trả công bồi hồi cho mọi người. Ước mong khi con còn được phục vụ tại đây sẽ luôn được mọi người nâng đỡ bằng lời cầu nguyện và tích cực cộng tác để gia đình giáo xứ chúng ta xứng đáng trở thành một gia đình của Thiên Chúa. Một lần nữa con xin chân thành cảm ơn hết tất cả mọi người. Và xin kính mời ông bà đứng lên kết thúc thánh lễ. Con xin kính mời quý cha thượng tế cùng ban các bạn xin kính cha đứng trước bàn thờ. Oh.